đang thao tác máy khoan. Cái này MK4 này K5 nhỉ? Cái này nhỉ? Cái này là MK4 à? Cái này MK4 hay MK5? K5 nhỉ? Máy khoan K5 lỗ đường kính 110. Đấy. 76 70 K3, 90 K4, còn 110 K5. Hơi nghiêng ở bên đấy đúng không? Anh em đang thao tác khoan kê cái bệ khoan, nó hơi bị nghiêng các bạn nhìn đấy. Tôi quay thẳng đứng cái điện thoại nhưng mà cái máy khoan hơi nghiêng. Đấy, nó hơi nghiêng sang bên này. Đây, đây là bộ nguồn điện 60A nhá. Điện 60A. Đấy. Đây là đường hơi. Đường hơi, khí hơi của nó. Bơm hơi thẳng vào máy khoan kia. Đẩy. Làm xoay cái chân khoan, mũi khoan ở dưới. Đấy, hơi dẫn này, theo cái dây kia. Dẫn ở bên dưới núi kia. Đây đây. Đấy, vòng vòng đây. Đấy. Các bác nghe cái tiếng hơi nó thở thì nó thả ra. Là con K5 các bác nhá, đường kính 110.
em nó vừa nối thêm một cần khoan đấy nhá, nối thêm một cần khoan này khoảng 1 mét, 1 mét các bác ạ.